kênh bonsai lục tỉnh Kinh Tây xin mến chào toàn thể quý cô anh chị mình nha. Thì ngày hôm nay em đến địa điểm vườn kiển mới nha, quý cô chú anh chị của anh Tuấn Vũ nha. Ngày hôm nay Tuấn Vũ có một số cây mình đang quý cô chú anh chị. Thì em muốn biết thông tin rõ hơn thì mình gặp anh chủ vườn nha. Rồi chào anh Vũ ơi. Dạ chào cô chú anh chị đang xem kênh bonsai lục tỉnh Kinh Tây ạ. Hôm nay cũng clip đầu tiên em có một số cây Zalo mong cô chú anh chị ủng hộ ạ. À. Số điện thoại Zalo luôn ha. Địa chỉ của em ở ấp Hòa Khánh, xã Vinh Thế, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0939 106 333. Số đó cũng là số Zalo của em luôn ạ. À. Hôm nay em có một số mai chỉ thủy cổ và trang đỏ lá nhỏ và một số phôi khế răng nguyệt quế và tùng cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mong được ủng hộ ạ. Rồi mình vô cái mã số 1 của anh nha. Dạ. Anh quay một vòng cục đế rồi mình đo cái vành thân với vành củ đế đặt lên trước luôn ha. Dạ dạ. Em mượn cái viết này. Rồi cho xin cái vành thân với vành củ đế của nó luôn anh ha. Rồi. Đầu tiên là em xin giao lưu này là em giao lưu một cặp nha. Còn ví dụ có mua riêng thì tại vì em thấy cái này nó cũng tương hai cây này tương đồng nhau nè. Cho một cặp mình để cho dễ hơn. Cặp cái giá nó đế hơn anh ha. Dạ dạ. Cặp này cặp số 1. Em xin phép đo hồng số. Hoành thân heo tại vị trí này là nó được 55 rồi. Rồi mình chụp xuống cái cục đế đặt của nó luôn. Đó, hết thì mình xem hết cục đế đặt của nó luôn là được 110. Rồi. 110 cm. Đây cái đường thân nó khá là dài. Chiều cao thì em đo hạo là khoảng 1m8 cô chú anh chị. Rồi để em đo cái tán ngang. Tán ngang nó được 100 cô chú anh chị. Còn cái mặt bầu thì đế nó cũng đế nó gần hết mặt bầu luôn đó. Bầu này hiện giờ là 60. Anh chị cho nên là đó cô chú anh chị mình thông cảm giùm nha, rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị mình nha. Mấy cây chứa thị cổ này của ông chú ông chơi cũng lâu năm dữ lắm rồi, giờ cũng không có thời gian chăm sóc rồi, tâm huyết mấy cặp này lắm cô chú anh chị. Rồi mình qua cây kế luôn anh ha. Dạ. Số 1 này ghi 1A đi ha, để mình quay một vòng cho cô chú anh chị mình xem tổng thể cái phong tàn của cây trước anh ha. Rồi cho em xin cái vành neo với vành củ đế đặt của nó trước anh ha. Eo em đo tại vị trí này là nó được 54. Rồi, cũng tương đối bằng với cây kia luôn. Dạ. Còn cái cục nạc cái này là cũng 110 luôn đó, hai cây này nó tương đối với nhau. Tán ngang cũng 101 luôn. Chiều cao bằng nhau luôn, khoảng 1m8 hết rồi chú anh chị. Đều dàn xương cũng đẹp lắm. Dùng dần cái đọt của nó rất là già. Già rồi đó, rất là mình. Rồi quay đi anh.
đó anh hay cho cô chú anh chị mình xem cái dạng nó rõ ràng nha. Rồi cây này là cây 1A ha. Ủa cây này là cây 1B, còn cây bên đây là cây 1A thì hai cương dâm nó già y như nhau luôn nha. Này luôn anh dạ, cái này em một cặp của nó là em xin Zalo 16 triệu của chú anh chị. Bao còn... ship 300 cây số là sao anh? Dạ, em xin bao ship 200 cây số ạ. Tại cây này nó cũng lớn đó. Rồi mình nói cây luôn anh ha. Dạ rồi. Mã số tiếp theo luôn anh ơi. Dạ, tiếp theo là em cũng Zalo một cặp nữa nha cô chú anh chị. Mã số 2. Cây này là cây 2A ha. Rồi. Rồi để em quay cho anh chị coi có phơm tàn nó chứ. Đấy rồi ha. Rồi cho em xin chiều cao với tắt ngang trước luôn ha. Dạ. Chiều cao cái này là từ mặt bầu lên nó khoảng 1,5 m đó cô chú anh chị. Tán ngang của nó là 100 ạ. À. Em đo cái hoành eo nó chỗ này ha. Ở vị trí này là nó được 40 cô chú anh chị. Dạ, 40 ạ. À. Đây. Rồi, nguyên đo nguyên cái củ đặt ở dưới này luôn. Này. Và nó được 80 của chú anh chị. Dạ. Hết cái nồi đế luôn. Hết cái nồi đế là nó được khoảng 100. Em đo về là khoảng được 100 của chú anh chị. Dạ. Rồi. Mình quay một vòng cho cô chú anh chị mình xem mấy cục đế đặt của nó luôn anh ơi. Cái này cũng vậy, nói chung nó thì cũng lâu năm lắm rồi, cành chi nhạo hết và sơn. Thân nó cũng rất là đẹp. Dạ. Em xin qua cây tiếp theo là cây mã số 2B. Cái thông số của nó thì chiều cao nó cũng khoảng 1,5 m từ mặt bầu lên nha chú anh chị. 1,5 m. Tán ngang em đo như vậy là 116 ạ. Đây hoành đo trên eo đây. Tại vị trí này là nó được 40 của chú anh chị. Và nó cũng tương đồng với cây 2A luôn đó. Cặp. Dạ. Cái này thì cái này thì cái nồi nó bự hơn. Nồi đế nó đặc lắm nhỉ. Là 101 ạ. Em đo như vậy là nó được 101 của chú anh chị. Rồi tôi xin giá giao lưu cặp này luôn anh ha.
Dạ, cặp mã số 2 này em xin giao lưu giá 12 triệu của chú anh chị, em cũng bao ship 200 cây số nha. Dạ. Dạ. Rồi mã số tiếp theo luôn anh ơi. Dạ, tiếp theo là em xin giao lưu với cô chú anh chị một thôi mà chưa thủy ha. Đó lớn đùi da đen anh ha. Dạ. Rồi cho em xin chiều cao luôn anh ha. Chiều cao đó từ mặt bầu là tới đỉnh là được 120 thôi quý vị. Cái neo em đo nhiều vị trí ha. Ở như chỗ này thì em đo như vậy là được 50 cô chú anh chị. Rồi. Dạ. Rồi ở dưới đây thì em đo ngay vị trí này. 59 đó cô chú anh chị. Trời đá gõ nha. Rồi mình đo chùm xuống ở dưới luôn đi anh. Dạ. Để coi nó được bao nhiêu nha. Nguyên một củ đặt này hết luôn. 100 cô chú anh chị. Đo vậy là được 100. Cái này là cái củ đặt nha với cô chú anh chị. Còn dạ, cái hoành đế thì nó còn ở dưới lúc ở dưới nữa. Dạ. Cái này cô chú anh chị mình chốt về có thể mình khai thác thêm đế kia được. Đế là thêm dưới nữa cô chú anh chị. Thì cái dòng lá lớn nuôi da đen này cô chú chị mình cứ việc yên tâm về cái vấn đề thẹo nha, phải kéo rất là mạnh nha với cô chú chị, tại vì cái da nó rất là dày nha. Rồi cho em xin giá giao lưu luôn anh ha. Dạ, giá giao lưu coi mai chú thủy mã số 3 này em xin giao lưu là giá 4,2 triệu ạ. À, em bao ship toàn quốc ạ. Rồi mình đổi cây luôn anh ơi. Dạ, tiếp theo là em xin giao lưu một cái phôi khí gân ạ. Cây này cái gốc nó nhìn giống cái gan như hình thú anh ha. Dạ. Gan như một con quái vật. Ở đây là được 68 cô chú anh chị. Chú đế là ngang như vậy là được 46 cô chú anh chị. Rồi em đo như cái eo đây đi. Nghe eo vậy là được 34 nha cô chú anh chị. Đo cái tay này đi ha, tay cành này đi. Tay cành này được 20 của chú anh chị. Mình đo chùm từ từ đây mình đo vòng qua tới ha. Bao nhiêu anh ha? Dạ. Dạ, em đo chùm hết đường về là được 109 của chú anh chị. Rồi cái mình nạc của cây là được 109 nha quý cô chú anh chị. Dạ. Rồi mình quay một vòng nha. Rồi cho xin giá giao lưu luôn anh ha. Dạ, coi thứ lần này mã số 4 này em xin giao lưu giá là 3,5 triệu. Em bao ship toàn quốc luôn cô chú chị. Cây khá là già luôn nha quý cô chú chị. Cái vàng nu nó lên rất là nhiều nha. Em quay gần cho cô chú chị mình xem cái vàng nu của cây nha. Rồi đổi cây luôn anh ơi.
em giao lưu một cái phôi mì quế mã số 5 anh thấy à? Dạ mã số 5. Cái chiều cao coi của nó từ mặt bầu lên là được 127 cô chú anh chị. Được 27 cô chú anh chị. Từ mặt bầu lên. Đo vành hai eo này đi. Là được 34 cô chú anh chị. Cái eo này ha. Xin xuống đây thì nó sẽ lớn hơn. Là được 40 cô chú anh chị. Rồi cho em xin thông số luôn anh ha. Em đo chiều cao tới phôi thôi ha, cái từ đỉnh mặt cắt hiện tại anh ha. Mặt cắt giờ tới mặt bầu là được 37 cô chú anh chị. Ở đây thì em đo chỗ eo này nhỏ trên này là được 26 ha. Rồi. Dưới đây thì hiện được 36 cô chú anh chị. Mất nguyên cái cục này luôn. Nàng luôn là được 55 cô chú anh chị. Rồi. Giá giao lưu luôn anh ơi. Dạ, phôi mã số 6 này em xin giao lưu giá 2.500.000 ạ. Em cũng bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Dạ, rồi mình đổi cây luôn anh ha. Rồi cho em xin chiều cao với tán ngang trước anh ha. Em đo chiều cao thì bầu lên là được 115 cô chú anh chị. Tán ngang em đo về là được 120 cô chú anh chị. Nó tán dài, tán ngang thì nó 75 cô chú anh chị. Em chỉ đo hàng hóa ha. Cái này thì để em đo cái thân chính này trước đi, cái thân bên đây đi, em đo từ từ ha.
chi cái thân bên này là được 17. Bên này được 30 á cô chú anh chị. Rồi mình đo hết luôn tổng luôn là cái là được 48 nha cô chú anh chị. Dạ. Đo như vậy là được 48 mình, nha. Mình quay một vòng cho cô chú chị mình xem cái độ già của cái gốc cây nha. Rồi cho em xin giá giao lưu luôn anh ơi. Cây trang đỏ lá nhỏ này em xin giao lưu giá 2,8 triệu, em cũng ship toàn quốc luôn mà em rút chậu cô chú anh chị. Em rút chậu bó bầu ha. Rồi cây này cũng là cây cuối clip của mình luôn anh ha. Dạ cuối clip em cũng xin chúc cô chú anh chị xem clip một ngày vui vẻ và thành công trong công việc ạ. Rồi kênh bonsai Lộc Tĩnh miền Tây cũng bánh chào với cô chú anh chị mình luôn. Cũng hẹn gặp chị mình ở những clip tiếp theo nha. Xin bánh chào và hẹn gặp lại.